mập hổ. Cá mập hổ là loài săn mồi hung dữ, bừa bãi, chúng nuốt bất cứ thứ gì tìm được. Loài cá này có thể đạt tới 4,25 mét và nặng tới 635 kg với tuổi thọ lên đến 50 năm. Loài cá mập hổ này là một loài cá săn mồi dũng mãnh. Nhờ tiến hóa, cá quen với môi trường sống trong những vùng nước sâu, nó có thể vượt qua những diềm sắc cạnh của bãi đá ngầm, đi vào những lạch nước để tấn công con mồi. Ban tối, cá thay đổi chiến thuật, nó len lỏi dọc theo các bãi đá để kiếm thức ăn ở dưới đại dương. Miệng của cá mập hổ rất lớn và khỏe, với những chiếc răng dẹp và có khí sắc nhọn, hoàn hảo để có thể nghiền nát nhiều thứ thức ăn cứng. Răng mới sẽ mọc thay thế những chiếc răng bị hỏng hay mất đi. Cá mập hổ có thể nuốt bất cứ thứ gì, nó giống như một thùng rác của đại dương. Ngoài những thức ăn như mực, cá, cá mập nhỏ, rùa biển, hải cẩu, trong dạ dày của nó còn tìm thấy cả vật như túi nhựa, mẫu sắt vụn, lớp xe, chai thủy tinh. Cá mập hổ có khả năng nhả ra bất cứ thứ gì mà nó đã nuốt, bất cứ khi nào nó muốn. Cá mập cũng có thể dự trữ thức ăn mà không tiêu hóa trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Cá mập mako vảy ngắn. Cá mập mako vảy ngắn là loài cá mập nhanh nhất trong nước. Nó có tốc độ ngang bằng với báo ghê ba trên đất liền. Nó phải nhanh vì con mồi chúng là cá ngừ cũng rất nhanh. Cả con mồi và kẻ săn mồi đều có chung đặc điểm là cơ thể làm chúng bơi thật nhanh. Cá mập mako vảy ngắn có mặt ở khắp các vùng biển nhiệt đới và ôn đới ở khắp thế giới. Chúng phân bố từ bề mặt cho tới tương đối sâu. Chúng là những tay bơi đại dương nhưng đôi khi cũng xuất hiện gần bờ. Ở vùng nước nhiệt đới ẩm, chúng bơi sâu trên mặt nước vì chúng thích nước lạnh hơn. Cá mập mako vảy ngắn có tấn công người, ít người bị chết khác hơn là do mất máu hoặc không có trợ giúp y tế nhanh chóng. Những người bị tấn công thường là những người lặn biển và những người cho nó ăn. Cá mập mako không bơi lại gần các bãi biển, vì thế người bơi biển và những người lướt sóng không bị nguy hiểm bởi loài cá mập này. Cá mập miệng rộng. Từ một con cá mập miệng lớn này tới con miệng lớn khác, cá mập miệng rộng cực kỳ hiếm và kỳ lạ đến nỗi chúng có một dòng hệ riêng trong phân loại. Loài cá có thân thể mềm nhũn này có tay bơi chậm chạp, có vây mềm và đuôi không lối xứng, và bởi vì chúng rất hiếm gặp nên rất ít điều được biết về chúng. Những gì chúng ta biết là chúng là loài ăn lọc và có thể dài tới 18 feet. Ngoài ra, cái miệng rộng được bao quanh bởi những cơ quan phát ra ánh sáng, được nghĩ là dùng để hấp dẫn sinh vật phù du. Cá mập miệng rộng sống ở dưới sâu vào ban ngày và lên gần bề mặt vào ban đêm, theo sau nguồn thức ăn của chúng. Rất kinh ngạc, chỉ có 54 lần được ghi lại là phát hiện loài cá này kể từ lần phát hiện đầu tiên ngoài khơi Hawaii năm 1976, khi một con bị vướng vào tàu mỏ neo của tàu hải quân Mỹ, chúng được phát hiện ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Cá mập có màu. Cá mập có màu là một loài cá mập đầu bò không phổ biến, phân bố ngoài khơi phía đông Úc từ bờ biển đến độ sâu 93 mét. Loài cá mập này có thể được phân biệt với các thành viên khác của gia đình bởi nó có kích thước lớn của các đường vân trên đôi mắt của nó và kiểu màu. Nó thường đạt chiều dài 1,2 mét, là loài động vật ban đêm và sinh sống ở đáy nước, xuất hiện ở nhiều nơi thuộc Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Loài cá này thích các rạn đá và khu vực thảm thực vật nơi mà có săn nhím biển và các sinh vật nhỏ khác. Nó là loài đẻ trứng. Con cái đẻ túi trứng bám vào rong biển hoặc miếng bọt biển với tua dài. Tình dục trưởng thành chậm, với một con cái trong điều kiện nuôi nhốt không đẻ trứng cho đến khi gần 12 năm tuổi, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên đã đánh giá loài cá mập này vô hại như thuộc nhóm ít quan tâm. Nó không có lợi ích kinh tế và bị tử vong tối thiểu do hoạt động đánh bắt, câu cá giải trí và lưới cá mập. Cá mập màu có tới 300 chiếc răng. Miệng có thể phồng to giúp chúng có thể nuốt được con mồi bằng nửa kích thước cơ thể. Cá mập yêu tinh. Đây là loài cá sống ở vùng nước sâu, có mũi hình chiếc xẻng giúp chúng nhận diện thức ăn. Khi cần thì hàm của chúng có thể nhô ra. Phần lớn cá mập yêu tinh giữ hàm của chúng gấp lại. Tuy nhiên khi con mồi xuất hiện, hàm của chúng sẽ nhô ra như một chiếc kẹp. Phần lớn cá mập yêu tinh giữ hàm của chúng gấp lại ở mức phía sau mắt. Tuy nhiên khi con mồi xuất hiện, hàm của nó được trang bị những chiếc răng sắc như dao cạo, chụp về phía trước hơi giống một cái kẹp. Cùng lúc cá mập này cũng dùng lưỡi hút con mồi, không may vào miệng đáng sợ của nó. Một đặc tính kỳ lạ nữa và không giống cá mập chút nào của cá mập yêu tinh là màu da hồng và màu da xanh nổi bật. Những mao mạch nằm sát bề mặt thân nổi lên từ lớp da màu trắng đục tạo cho chúng có mẫu màu đặc trưng. Phát hiện lần đầu bởi một ngư dân Nhật Bản, cá mập yêu tinh đã được phát hiện ở khắp thế giới từ Úc đến vịnh Mexico. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.
Hãy cùng subscribe channel Sự Thật Bí Ẩn để xem thêm nhiều video mới hấp dẫn nữa nhé.